Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em ha. Rồi, em có cái máy này giới thiệu với anh em nè. Cái Togo dân găng nè. Hai cái nha. Và một cây thước ba tắc anh em. Rồi, cái combo này bán giá 200 ha, chuyển khoản đủ bao ship nha. Rồi em còn hai cái lưỡi cắt nè, hai cái lưỡi cắt của này nè, da băng nha anh em, cắt được 13 ly nha. Hai cái lưỡi cắt cho anh em về mình thay vô kéo cắt sắt nha, hoặc là anh em mua về chế cho nó rẻ hơn đó. Một lưỡi gì là bán giá có 450 nha, một lưỡi 450 nha. Này hai lưỡi anh em mới nha anh em, giao ăn hết nè, là anh em mua liên hệ em. Rồi về được mớ đục hơi nè. Mớ đục hơi. Cái này về máy chết nữa đó hả? Bự bự thôi. Đó, đục nè anh em.